gửi cho cô. Chính là cô gái tôi rất thương, mặc dù cô đã rất nhiều lần chẳng hề tin tôi như đã định hướng. Tôi chẳng biết là tại vì ai, cũng mặc kệ là tại vì ai. Muốn hỏi cô về điều làm nhảm, nếu cô can đảm thì hãy tự khai. Liệu một ngày tôi không còn nữa, ai là người sẽ quan tâm cô, tạo cho cô thật nhiều tiếng cười, đôi nước mắt ở trên mi cô khô. Liệu người sau có được như tôi, mang đến cho cô nhiều tiếng cười. Nhưng sao tôi thấy cô nói thương tôi, mà thời gian đây cô có vẻ lười. Cô biết không, vào ngày định mệnh ta gặp nhau, phải thừa nhận là đúng lúc ấy con tim ngực trái tôi rất đau. Cô bước tới như cơn gió mát, tôi bay cơn đau tôi êm dịu. Cứ thức tha như ánh chiều tà, cho lòng người ta không đơn điệu. Cũng chẳng biết khi nào bao lâu như đã ghép chặt với tim cô. Có lần đâu như cuộc tình trước nhưng lại chôn hết vào nấm mồ. Nén nước mắt chỉ muốn bên cô, rồi mơ ta cùng chung ngày hỷ ước. Nắm tay cô và đeo nhẫn ra mắt nội ngoại rồi bái đường. Ngoài đường mưa rơi rất bao nhiêu giờ, nó cũng sẽ trôi mãi về sông. Tình yêu tôi như bao nhiêu hạt mưa cũng chảy về cô, chẳng sợ mưa giông. Nhưng đâu đó vấn đề khoảng cách làm tôi suy nghĩ cả trăm hướng. Liệu rằng cô có muốn cùng tôi vượt qua tất cả về miền yêu thương? Ngoài đường mưa rơi rất bao nhiêu giọt, nó cũng sẽ trôi mãi về sông. Tình yêu tôi như bao nhiêu hạt mưa cũng chảy về cô, chẳng sợ mưa giông. Tặng cho cô tất cả tình cảm, mong cô đừng nghi ngờ tôi nữa. Cô cứ như thế, căn bệnh trầm cảm trong tôi ngày càng sẽ khó chữa. Gửi cho cô, tặng cô hết tình cảm ở trong tim tôi. Cô đâu biết trong tôi hiện tại chỉ có hình bóng cô thôi. Cho tất cả, cho đi tất cả, mong một ngày mình cùng êm ấm. Tôi với cô được ở cạnh nhau và giữa những ngày trời loang nắng là một phần những gì muốn nói nên tôi viết vào trong đây. Cô hãy nghe và cho tôi biết nếu cảm nhận được những gì trong đây. Gửi tặng cho được chọn tiêu đề cũng là chủ đề mà tôi có, nên đã viết để cho cô xem tình cảm trong tôi chảy về cô đó. Cô hiểu được thì tôi yên lòng và cô cũng sẽ rất an tâm. Ta thương nhau thì không vất vả, ngày ở cạnh nhau sẽ không xa xăm. Vì trưởng thành là phải hành động chứ không nói nhiều về lý thuyết. Cô có muốn được ở gần tôi, dùng thân xác để đo thân nhiệt. Cầu quen thuộc mà ai cũng biết, cả thế giới có 7 tỷ người, trong số đó chỉ có mỗi tôi muốn ở cạnh cô đến cả cuộc đời. Chứ chẳng phải là ai đó khác cần cô để lợi dụng thể xác. Chứ riêng tôi yêu cô chấp nhận một cách tự nhiên không dối gạt. Ngoài đường mưa rơi rất bao nhiêu giờ, nó cũng sẽ trôi mãi về sông. Tình yêu tôi như bao nhiêu hạt mưa cũng chảy về cô, chẳng sợ mưa giông. Nhưng đâu đó vấn đề khoảng cách làm tôi suy nghĩ cả trăm hướng. Liệu rằng cô có muốn cùng tôi vượt qua tất cả về miền yêu thương? Ngoài đường mưa rơi rất bao nhiêu giọt, nó cũng sẽ trôi mãi về sông. Tình yêu tôi như bao nhiêu hạt mưa cũng chảy về cô, chẳng sợ mưa giông. Tặng cho cô tất cả tình cảm, mong cô đừng nghi ngờ tôi nữa. Cô cứ như thế, căn bệnh trầm cảm trong tôi ngày càng sẽ khó chữa.